Điều kiện để Trump tham gia cuộc tranh luận tiếp theo với ứng cử viên Biden vào ngày 15 tháng 10 tới tại Miami, bang Florida. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Lời đầu chúc là lời sức khỏe toàn thể, xin mời quý vị dành chút ít thời gian đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh, xin cảm ơn nhiều. Mời quý vị cùng theo dõi tin tức nóng đến kế hoạch tổ chức phiên tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên tổng thống sắp tới. Video có tựa đề là Điều kiện để Trump tham gia cuộc tranh luận tiếp theo với ứng cử viên Joe Biden vào ngày 15 tháng 10 tới tại Miami, bang Florida. Trước hết, chúng ta nên biết mới đây có tin từ Tí Khô Thịt, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, cho biết không có gì đảm bảo rằng cuộc tranh luận Tổng thống tiếp theo với đối thủ đảng Dân Chủ Biden sẽ diễn ra và Trump sẽ cần được chứng nhận y tế để tham gia. Và ông này cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống sẽ cần giấy chứng nhận y tế, bây giờ chúng tôi rất tự tin rằng ông ấy sẽ nhận được nó. Tuy ông này cũng khá tin tưởng khi cho biết tiếp rằng chúng tôi rất lạc quan và đang lên kế hoạch về trường hợp đó và cuộc tranh luận sẽ diễn ra theo lịch trình vào ngày 15 tháng 10. Được biết giới quan sát cho là vẫn có nhiều thời gian để Tổng thống đáp ứng tất cả các quy trình do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đưa ra để đảm bảo rằng ông có thể an toàn tham dự tranh luận thứ hai với Biden vào ngày 15 tháng 10. Bác sĩ của Trump cũng đã công bố một bản ghi nhớ hôm thứ Tư nói rằng Trump đã không sốt trong hơn 4 ngày và không có triệu chứng trong hơn 24 giờ. Trong khi đó, ông Biden cùng ngày tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận trực tiếp vào tuần tới với Tổng thống Trump miễn là các chuyên gia y tế xác nhận an toàn. Có tin nói rằng phát biểu trước các phóng viên tại bang Delaware trước khi lên đường tới bang Florida vận động tranh cử, ông Biden nói rõ, nếu các nhà khoa học nói rằng việc tranh luận trực tiếp với Tổng thống Trump là an toàn, tôi cũng sẽ cho rằng việc đó an toàn. Tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà các chuyên gia đánh giá là phù hợp. Ngoài ra chúng ta cũng nên biết thêm đôi chút thông tin ban đầu về kế hoạch dự kiến cho cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên tổng thống. Theo tin tức chung thì cuộc tranh luận lần hai này dự kiến tổ chức tại sẽ diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Derian Art, thành phố Miami, bang Florida. Cuộc tranh luận này sẽ diễn ra dưới hình thức một cuộc gặp gỡ công chúng và các cử tri bang Florida sẽ đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Mỗi ứng cử viên được phép trả lời trong vòng 2 phút. Người điều phối cuộc tranh luận là ông Tí Khao Lì, biên tập viên chính trị của Sĩ Phần và cũng là người dẫn chương trình của Washington Journal. Điểm lại tình hình trước đó, việc Tổng thống Trump mắc COVID-19 đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump mau chóng bình phục, một số bài đăng khác có nội dung tiêu cực về sức khỏe của ông chủ Nhà Trắng. Trước thực trạng này, Twitter thông báo sẽ gỡ bỏ các bài đăng có nội dung vi phạm các chính sách của Twitter. Như chúng ta đã biết, sau 4 ngày điều trị khẩn cấp do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Tổng thống Trump đã trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, ông Trump trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng về dịch bệnh khi kêu gọi người dân đừng để nó tước dịch COVID-19 chi phối cuộc sống của bạn. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng Mỹ có các loại thuốc tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó, cũng nên nhắc đến việc thăm dò dư luận, ứng cử viên Biden hiện đang dẫn trước đương kim Tổng thống Trump tại Arizona, một bang vốn có truyền thống bỏ phiếu ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, nhưng hiện đang ngã sang Dân Chủ. Nguồn tin mới nhất từ kết quả khảo sát do tờ New York Times và Đại học Siena tiến hành trước và sau khi Tổng thống Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì ông Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump với khoảng cách 49% so với 41% tại Arizona. Chỉ có 6% cử tri được hỏi cho biết hiện họ chưa quyết định sẽ bầu cho ai. Theo giới quan sát, ông Biden nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri nữ, cử tri trẻ và cộng đồng người gốc Mỹ Latin tại bang này. Kết quả này về cơ bản không thay đổi so với cuộc thăm dò dư luận mà tờ New York Times và Đại học Siena đã tiến hành tháng trước. Vấn đề an toàn của cuộc tranh luận lần hai giữa hai ứng viên tổng thống là vô cùng quan trọng. Nên biết mới đây có tin theo biên bản nội bộ FEMA đã có tới 34 nhân viên tòa Bạch Ốc nhiễm COVID-19 theo ABC News. Văn kiện đề ngày 7 tháng 10 được lưu hành trong dàn lãnh đạo cao cấp ở cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang FEMA trực thuộc Bộ Nội an, và là cơ quan chịu trách nhiệm quản trị phản ứng quốc gia đối với thảm họa y tế. Đó cho thấy một dấu hiệu là COVID-19 đã lây lan cho nhiều người trong chính phủ Mỹ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên vào thứ Ba, Giám đốc truyền thông tòa Bạch Ốc cho hay, Bạch Cung đang thực hiện các biện pháp hết sức cẩn trọng nhằm ngăn chặn lây lan, và những người đang làm việc ở White House cảm thấy thoải mái.
Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh Việt US 1040.